Trước nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao dịp cận Tết ở thành phố Đà Nẵng, các cơ sở sản xuất mặt hàng thực phẩm hoạt động hết công suất phục vụ thị trường. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng hiểu rõ và chấp hành nghiêm chỉnh quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại một số cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khu vực sản xuất giò chả không đảm bảo vệ sinh. Nhân viên tham gia chế biến không mang đồ bảo hộ lao động. Thực phẩm chín bảo quản chung với thực phẩm sống. Khi lực lượng chức năng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu, chất phụ gia đang sử dụng, thì chủ cơ sở này không xuất trình được giấy tờ chứng minh. Chỉ có cái nếu là họ muốn thì họ không có cấp cái giấy cho mình thôi. Mấy bữa mấy đoàn kiểm tra kỳ tới là cũng kiểm tra, cô cũng đưa cái nó ra rồi họ cũng không nói gì hết, họ cũng đâu đòi giấy tờ chỉ cái nó đâu. Không giấy tờ, không nhãn mác, biết là sai nhưng vẫn sử dụng. Hay câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nguyên phụ liệu cũng chỉ dựa trên niềm tin giữa người bán và người mua là thực tế đang diễn ra tại nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm giò chả. Nguồn đầu vào đó đã không đảm bảo rồi. Nếu ví dụ như thịt mà không được qua kiểm dịch thì cũng không có đảm bảo. Thứ hai nữa là những cái chất phụ gia thì những cái chủ cơ sở này là đi mua ở những cái địa điểm bán á. Thì cái người bán là người ta muốn là bán cho được, nhưng mà cái người mua người ta về sử dụng thì người ta không biết rằng là cái đó là có những cái là nhà nước cấm là không cho sử dụng trong thực phẩm. Theo lực lượng chức năng, hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại chất phụ gia, hóa chất mới. Đa phần đều có nguồn gốc từ nước ngoài, nên quá trình kiểm tra, giám định cũng gặp khó khăn. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nắm những cái cơ sở, những cái đối tượng mà để chúng tôi thường xuyên là công tác phòng ngừa. Quá trình kiểm tra phát hiện thì chúng tôi kết hợp với công tác tuyên truyền. Chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức tuyên truyền để cho người dân họ hiểu và họ lựa chọn những cái mặt hàng mà thực phẩm để họ mua. Vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sức khỏe. Thời gian cận Tết, công an các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt đình chỉ những cơ sở sản xuất nếu có vi phạm.